Ngày 19 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có phát ngôn đáng chú ý liên quan xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas thuộc Palestine. Theo đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mabouli tại Bắc Kinh, khi đề cập vấn đề xung đột Israel-Hamas, ông Tập nhắc lại việc Bắc Kinh ủng hộ giải pháp hai nhà nước, giải pháp hướng tới thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền, có thủ đô là Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình với Israel. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác cùng Cairo để bảo vệ hòa bình khu vực, công bằng và công lý quốc tế, cũng như sự thịnh vượng của các nước đang phát triển. Một diễn biến liên quan, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong ngày 19 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Mikhail Bodarov đã gặp đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông, ông Châu Tuấn tại thủ đô Doha của Qatar, bàn về xung đột Israel-Hamas. Hai nhà ngoại giao khẳng định Moscow và Bắc Kinh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại Trung Đông và Bắc Phi thông qua các nền tảng quốc tế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS để thúc đẩy giải quyết xung đột Israel-Hamas.